chè Đàn Dầu. Hôm bữa Lê Hương đã có dịp quay rồi, đó là chè đậu xanh bột bán đấy. Ở bên đây là nước dừa nè. Đấy, một chén như thế này thì chỉ có giá là 5.000 thôi. Hôm bữa là Lê Hương ăn được cái sáng quá chói quá. Đây, hôm bữa thì Lý Hương ăn được, Lý Hương cầm đi. Hôm nay thì ở ngay chỗ này là Đàn Dầu đấy cả nhà, nên là không có ánh sáng nhiều lắm đó. Nên là nhờ Lý Hiền bật cái đèn pin của điện thoại lên quay cho sáng. Rồi bây giờ thì Lý Hương sẽ kêu tiếp một cái chén chè chuối chân đi. Con ăn chè chuối chân. Hôm nay tôi xử được mấy chén ha. Lý Hiền nói thèm chè bột bán. Hôm bữa là ăn có chè đậu trắng thôi nên là thèm. Đấy, bên này là cái chén chuối chân nè, cứ mỗi chén đồng giá 5k. Đấy, đặc biệt là cái phần nước cốt dừa. Rồi. Và vẫn là bà bán chè 41 năm. Lý Hiền cầm giùm đi Lý Hiền. Rồi bây giờ sẽ ăn ha. Thôi coi như là do điều kiện về ánh sáng không tốt, cả nhà xem hơi tối thôi. Nói chung là thơm lắm, ở ngoài đây là thơm lắm, nhưng mà trong máy quay á, là nó không có diễn đạt được hết tất cả các màu ở đây đâu. Màu và mùi vị. Đặc biệt là cái phần mà bột bánh kim á, bột bánh kim với bột bánh khoai ngon ghê á, nước dừa béo. Bà đi ra bà coi Lý Hiền quay. Bà ngồi đây nè, bà ngồi đây nè, bà kể chuyện cho con nghe ngày trước ngày xưa. Hôm bữa con đi quay một lần rồi. Kể đầu hết rồi, kể gì nữa. Rồi bà nói là có mấy đứa là học sinh của trường Sơn Ca này á, nó lớn bằng tuổi này nó cũng tìm lại nó ăn. Thì tại quán 44 năm rồi mà. Kể là cũng có nhiêu đó, kể gì nữa. Đâu, mỗi ngày là một câu chuyện. Quán được hồi 3 hào, 5 hào, 3 hào, 5 hào, 7 hào, 7 hào. Rồi 5k. Rất là tự tin nha. Một số những vị khán giả nói: ủa, chữ ngàn của Việt Nam khó kêu lắm sao mà tụi này nó cứ kêu ca không? 5k. Tại vì ca là viết tắt của 3 số 0 á. Tại vì viết 5 rồi 3 số 0, số 0 làm cho nhức đầu đó. Nên là 5k. Hết tới hả? Phần mè này nó có muối hay sao không mặt phải hả? Dạ, nó có muối chứ. Dạ, trong chè cũng có cho muối nha. Đường nó có dặn với muối. À, có đường nó dặn với muối, đều biết kiếm. Chứ nó ngọt, nó không có muối, nó ngọt lạ. Có muối chút xíu nó ngọt đậm đà. Ừ. Phải dặn miếng muối thì nó sẽ đẹp ngọt đậm đà. Dạ. Cho nước mắm cũng phải dặn miếng muối vô. Trong. Bà Hiền chịu hết nổi rồi. Giờ tiếp tục theo bà đậu xanh không bán. Không nhớ bài đậu xanh bột bán rồi cũng phải có tới cái bảng giá nữa. Không vừa với đậu xanh mà quyện với nhau. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi. Mấy nay cứ nói trời ơi phải ghé ăn năm được ghé. Mẹ, mục tiêu của hai chị em là mỗi ngày một quán mới. Nên lâu lâu cũng phải phá lệ ha, đặc biệt là những quán cổ truyền như thế này. Không đường nữa nên là ghé luôn. Bên đây là có foodie, có thương hiệu foodie đặt đây rồi nha.
đó, bà giờ lụi cụi đếm tiền. Niềm vui hạnh phúc nhất đếm tiền hả bà ha? Giống vậy. Đây cây đèn dầu này là đã có thâm niên bao nhiêu năm rồi bà? Cây đèn dầu này nè. Cái đèn dầu này thì không biết bao nhiêu năm, nhưng mà cái bóng đèn thì nó bể hoài. Nó bể thường lắm, cái đèn thì không có bể được. À, còn cái bóng là bể thường. Bóng mà mình về rửa nó. Dạ. Một số những vị khán giả nói là đi khó tìm nha. Giờ Lý Hương lia cho cả nhà nè, khi mà đi trên đường Nguyễn Kiệm đó thì mình đi đó, cả nhà nhìn thấy mà cái chỗ mà cái cần mà xe lửa á, nó gặt lên gặt xuống á, chưa tới cái cần đó ha, ở ngay bên đây là trường Sơn Ca 9, nó được sơn cái màu hồng hồng nè, là đối diện bên đây á, là có một cây đèn thấp thỏm đó, là chè đèn dầu 41 năm rồi. Đây, rất là nhiều những cái bạn trẻ ha. Đó rồi, hôm nay là cũng khá là khuya rồi. Dạ. Dạ dạ. Con sẽ cẩn thận. Rồi phía bên đây có bình nước trà. Quá kỹ hả? Ủa xe để bên đó nè. Xe để bên đây nè em. Đây xe là để bên đây. Cho thoải mái. Kế bên là quán cơm tấm sườn Bì 504. Bên đây là đường Sơn Ca 9. Tám giờ rưỡi bán hả bà? 9 giờ. Vô 2-3 lần rồi. À. 9 giờ. 9 giờ bán. Thông thường thì sẽ đến khoảng là 11-12. Đây mình sẽ giới thiệu. Ở đây có 5 món. Chè chuối chân, chè chuối nước, sáu sọn, đậu trắng với lại đậu xanh bột bán. Và mỗi ly như thế này, mỗi chén như thế này chỉ giá là 5k. Hả? Ui giờ này mới ăn cơm hả bà? À đây ăn ca đêm hả? Đây trời nước. Không sao đâu, nước dừa mà bỏ thêm không sao đâu, ngon thêm thôi, béo. Chắc nhiều tôi muốn chén chè mà tôi không biết đưa ai, tôi không biết ai kêu mà. Dạ yeah. Cái muỗng thấy thương kìa ha, cái muỗng này là nhớ ngày xưa con học mẫu giáo của cái muỗng này á. Nó có chút xíu à. Là chắc cái muỗng này từ hồi đó luôn hả bà? Không có đâu. Không có hả? Nó mất hoài, nó hư hoài, cũng phải mua thôi. Dạ. Cái muỗng có chút xíu á. Cái giường muỗng này cái muỗng loại ăn đậu hũ á. Dạ. Cái đậu hũ mỏng mỏng vậy nó mới là muỗng. Không biết bà kể gì nữa. Giờ nhiều khi kể đùng mấy cái chuyện kể rồi đó chứ. Hôm bữa là bà chỉ kể là bà bán được 4 món năm, sau đó thì đấy. Đây, khách của bà đó. Sau đó là từ ba cắt ba hào gì đó. Cái nói được quá. Dạ ba bán đi. Nước chén túi hay ba. Còn bên đây là người phụ tá đắc lực của ba đang ăn. Ăn giờ khuya ha không? Ăn cơm khuya. Ông và bà. Nước là mọi người rất là thích.
kia không phải hả? Bị thi dưới chân. Cười. Đèn dầu. Ok, hôm nay thì đi ăn chè lần thứ hai ở chè Đàn Dầu 41 năm. Khi đi lại lần thứ hai thì câu chuyện bà nói là bà sợ kể những cái chuyện trùng lần đầu. Thì nếu như mà muốn biết nhiều hơn về chè Đàn Dầu thì có thể là quay lại xem cái video của Lý Hương ha. Rồi ok, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích video này nhé. Một ly chè, một chén chè Đàn Dầu chỉ có giá là 5k thôi. Rất là ngon đấy, 41 năm tại đất Sài Gòn này. Bán từ thời 3 hào, 3 đồng, 3 gì đó. 3 hào, 5 hào, 7 hào, 1 đồng đấy. Từ cái thời xa xưa. Rồi ok, bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích nha. Bye bye.